Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ dẫn cho các bạn móc một chiếc bánh quy trang trí Giáng sinh như thế này. Về phần nguyên liệu thì các bạn chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như sau. Thứ nhất là len 3 màu. Kim móc mình sử dụng là kim 2,5mm. Kim khâu len lỗ to. Hạt cườm trang trí. Và cuối cùng là súng bắn keo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ móc phần đầu trước. Thì để móc phần đầu thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Sau đó lên 2 bính. Các bạn móc cho mình 12 mũi kép đơn vào trong tâm vòng tròn ma thuật. Sau khi móc xong 12 mũi kép đơn, các bạn rút sợi len để thua nhỏ tâm vòng tròn lại. Sau đó các bạn móc cho mình vào mũi đầu tiên một mũi rời. Các bạn chừa ra một khoảng rồi cắt sợi. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần đầu. Tiếp đến thì chúng ta sẽ móc phần thân. Thì để móc phần thân, các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Lên 2 bính. Sau đó các bạn móc cho mình 10 mũi kép đơn vào trong tâm vòng tròn ma thuật. Sau khi móc xong 10 mũi kép đơn, các bạn rút sợi len để thu nhỏ tâm vòng tròn lại. Các bạn móc vào mũi đầu tiên cho mình một mũi rời. Tiếp theo ở hàng thứ hai, các bạn đi cho mình 5 bính. Bước tiếp theo, ở mũi thứ ba tính từ chân kim móc xuống. Đây là mũi chân kim. Nhất, hai, thứ ba. Các bạn móc cho mình 3 mũi kép đơn. Các bạn móc cho mình 3 mũi kép đơn và 3 chân mũi tiếp theo. Các bạn sẽ bỏ qua một mũi không móc và móc vào mũi kế tiếp. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi rời. Tiếp đến các bạn lên cho mình 7 bính. Bắt đầu ở mũi thứ hai, đây là mũi thứ hai tính từ chân kim móc xuống, các bạn móc cho mình 6 mũi kép đơn vào 6 chân mũi.
Các bạn bỏ qua một mũi không móc và móc vào mũi kế tiếp, một mũi rời. Tiếp đến các bạn lên cho mình 7 bính. Tiếp tục ở mũi thứ hai tính từ chân kim xuống. Các bạn móc cho mình 6 mũi đơn vào 6 chân mũi. Các bạn bỏ qua một chân không móc và móc vào chân kế tiếp một mũi rời. Tiếp đến các bạn lên cho mình 5 bính. Tiếp tục ở mũi thứ 3, tính từ chân kim móc xuống. Các bạn móc cho mình 3 mũi kép đơn và 3 chân mũi. Các bạn bỏ qua một chân không móc và móc vào đây cho mình một mũi rời để kết thúc. Các bạn chừa ra một đoạn len khoảng 15 cm, chúng ta cắt sợi. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần thân. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ghép phần đầu và thân lại với nhau. Thế các bạn lưu ý là ở đây chúng ta sẽ ghép như sau. Ở đây chúng ta sẽ tính 1, 2, 3 mũi. Thì bạn sẽ ghép 3 mũi ở phần thân với 3 mũi ở phần đầu. Các bạn để làm sao cho nó cân bằng nhất rồi mình ghép. Tiếp theo thì chúng ta sẽ móc cái viền màu trắng này. Mũi đầu tiên thì các bạn sẽ bắt đầu ở đây cho mình, ở ngay cái mũi lên bính ấy. Sau đó các bạn lên cho mình một mũi. Đối với viền thì chúng ta sẽ móc toàn bộ là mũi rời. Các bạn sẽ móc như sau. Các bạn sẽ móc với cái cạnh như thế này.
Và chú ý là chúng ta sẽ giấu sợi dây len theo cùng để nó không bị tuột. Đối với các mũi đơn ở đây thì các bạn sẽ móc qua cả hai chân. Với cạnh bên này thì các bạn sẽ móc qua một mũi như thế này. Còn với được cạnh ở bên cạnh thì các bạn sẽ móc qua cả hai mũi. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần nơ như thế này. Để làm nơ thì các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn lên cho mình hai bính. Tiếp đến các bạn móc 3 mũi kép đơn vào trong tâm vòng tròn ma thuật. Lên hai bính. Sau đó các bạn móc 4 mũi rời vào đây. Tiếp tục lên hai bính. Móc 3 mũi kép đơn vào trong tâm vòng tròn ma thuật. Lên hai bính. Tôi móc cho mình một mũi rời vào đây để kết thúc. Các bạn sẽ chừa ra khoảng 5 đến 10 cm.
Mặt Thu hẹp tâm vòng tròn lại. Sau đó các bạn cuốn đề tạo. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ các bạn tiến hành gắn nơ và trang trí thêm hàn cườm. Vậy là chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp nhé.